vụ án bưu điện cầu voi có rơi vào thế bí? Bài viết của tác giả Chu Mộng Long Theo dõi từ thông tin đa chiều về vụ án bưu điện cầu voi đến theo dõi phiên giám đốc thẩm đến thời điểm này, tôi thấy rõ đây không phải là vụ án phức tạp. Phức tạp là do điều tra viên tỉnh Long An tạo ra. Sau hai lần sơ thẩm và phúc thẩm với sự kéo dài 12 năm giam giữ Hồ Duy Hải, vụ án càng trở nên phức tạp và bí hiểm. Sự thật như dân gian thường nói oan có đầu nợ có chủ, gây án mạng thì trước sau gì cũng bị phơi bày và bị báo oán. Tôi nghĩ tòa giám đốc thẩm có thể gỡ bí ngay tại thời điểm này. Tôi không đồng tình cái chủ nghĩa nhân văn của anh nhà văn thả bỏ lọt tội phạm hơn là kết tội oan cho một con người. Theo tôi, không bỏ lọt tội phạm được. Hai mạng người oan khóc rất bất an cho đời sống dân lành và an ninh chính trị. Quyết không để tội phạm nhân nhân ngoài vòng kiểm soát. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đúng khi không kháng nghị Hồ Duy Hải vô tội mà chỉ kháng nghị điều tra lại vụ án vì có quá nhiều sai sót nghiêm trọng. Điều đó cũng có nghĩa là không loại trừ khả năng Hồ Duy Hải là thủ phạm nếu khi điều tra lại với chứng cứ rõ ràng rằng chính Hồ Duy Hải đã giết người cướp của. Đó là một kháng nghị thận trọng với chủ trương không để oan sai cũng không bỏ lọt tội phạm. Nhưng cái đúng này sẽ thành không đúng và không chừng thêm cái sai chồng lên cái sai, bởi khi nghe tranh án phiên giám đốc thẩm Nguyễn Hòa Bình hỏi liệu có thể làm rõ các chứng cứ sau 12 năm đã trôi qua. Đại diện viện kiểm sát trả lời, đó là việc của cơ quan điều tra. Việc của cơ quan điều tra. Vậy thì sẽ xảy ra hai tình huống. Một, cơ quan điều tra lại hợp thức hóa chứng cứ như đã từng làm. Hai, Hồ Duy Hải vẫn là nghi phạm bị giam cầm cho đến khi chưa tìm ra thủ phạm nào khác ngoài Hồ Duy Hải. Trong khi không có luật nào quy định áp đặt phạm tội cho một người khi hoặc chưa đủ chứng cứ xác thực, hoặc chưa tìm ra thủ phạm đích thực. Nôm na không có cái lý tôi chưa tìm ra được kẻ giết người thì chính anh là kẻ giết người. Nguyên tắc án tại hồ sơ, tôi chưa thấy tòa sơ thẩm, phúc thẩm lẫn giám đốc thẩm áp dụng trong trường hợp này. Mặc dù chính phiên giám đốc thẩm là nơi được quy định chỉ thẩm định vụ án trên hồ sơ, tôi sẽ không nói đến các chi tiết rườm rà, rất gián tiếp như nhân chứng. Cho tàn bị cho là hồ suy hại đốt để phi tang quần áo, kể cả là vết máu hay là dấu vân tay trên cửa kính bởi các chi tiết này sau 12 năm rất có thể hoặc đánh lạc hướng điều tra hoặc rơi vào vô tâm tích. Tôi chỉ có thể nói đến công cụ trực tiếp gây án. Một là hồ sơ không rõ sai sót nghiêm trọng, công cụ gây án là con dao, cái thớt, nhưng đã được điều tra viên mua ngoài chợ để hợp thức hóa lời khai của Hải, thậm chí là để làm công cụ nhận dạng như trả lời của điều tra viên. Điều này có thể kết luận chưa đủ bằng chứng xác thực Hồ Duy Hải phạm tội giết người cướp của hai là không phải vụ án không có chứng cứ trực tiếp, cụ thể là công cụ gây án. Chính điều tra viên trả lời sự thật khi khám nghiệm hiện trường có cái thớt ở vị trí viết máu, sau đó người thu dọn hiện trường lại phát hiện có con dao sau ngách tường, biên bản chỉ ghi nhận không thu giữ. Lý do vì khi đó điều tra viên tập trung vào hung khí khác. Theo tôi, khuất tất nằm ở câu trả lời của điều tra viên. Nguyên tắc khám nghiệm hiện trường bắt buộc phải thu giữ tất cả mọi thứ trong phạm vi hiện trường, nhưng tại sao lại bỏ qua? Lạ là hai hung khí đó bị mang đi tiêu hủy sớm, rồi sau đó ra chợ mua cái khác thế vào, gọi là để nhân dạng. Nếu bây giờ điều tra dấu vân tay trên cửa kính hay trên bất cứ vật dụng nào đó, kể cả là trên thi thể nạn nhân, thì khác nào mò mẫm mãi trong bóng tối. Trong khi chỉ có dấu vân tay trên dao và thớt là tăng vật đảm bảo khẳng định ai là hung thủ. Theo tôi chỉ cần căn cứ vào hành vi và xác nhận của điều tra viên về việc tiêu hủy công cụ gây án là có thể gỡ bí cho vụ án này. Một là việc tiêu hủy tăng vật gây án là hành vi phạm luật nghiêm trọng, cần khởi tố điều tra hình sự tại tòa về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Điều tra viên phải khai sự thật rằng vì sao tiêu hủy công cụ gây án, chỉ cần trả lời rõ câu hỏi này thì sự thật sẽ được phơi bày. Vì chính điều tra viên biết rõ những gì liên quan đến hai cái công cụ bị tiêu hủy đó, manh mối vụ án bắt đầu từ đây, không có cái lý do vô lý là hai công cụ đó tại thời điểm đó được cho là không liên quan đến vụ án nên phải bị tiêu hủy, rồi sau đó phải mua cái khác để thay thế nhận dạng chứng cứ. Luật nào cho phép điều này? Nại lý do vô lý như vậy thì khác nào hé lộ dấu hiệu về sự phi tang và ngụy tạo chứng cứ khác? Hay là trả tự do cho Hồ Duy Hải vì chưa đủ chứng cứ kết tội, mặc dù Hồ Duy Hải vẫn thuộc diện nghi phạm cần theo dõi điều tra? Tôi nghĩ nếu làm sáng tỏ được vụ án này thì hãy tạc tượng tranh án Nguyễn Hòa Bình làm biểu tượng công lý, chứ không cần lựa chọn ai khác. Tôi chỉ góp ý như vậy, ai có ý kiến khác thì cứ trình bày, nên thật sự khách quan. Những chửi bới và áp đặt các định kiến chính trị và vụ án chỉ làm rối thêm. Điều 300 Bộ Luật Hình sự về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án quy định. 1. Điều cho viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, thư ký, tòa án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự nào mà thêm bớt sửa đổi, đánh cháo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung của vụ án thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. A có tổ chức, B gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. 4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Cần thêm thời gian cho phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Bài viết của tác giả Trần Vũ Hải. Cần thêm thời gian cho phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải để tạo điều kiện cho luật sư Trần Hồng Phong tranh tụng, trình bày hết ý kiến và tranh luận dân chủ. Việc xem xét đánh giá chứng cứ dấu vân tay phải là trọng tâm để giải quyết vụ án, vì đó là chứng cứ quyết định kết tội hay gỡ tội trong vụ án này. Sáng nay ngày 8 tháng 5 năm 2020, luật sư Trần Hồng Phong, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh lại được tòa án nhân dân tối cao mời tham dự phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Mà luật sư Phong được gia đình Hồ Duy Hải mời làm luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Hồ Duy Hải và gia đình trong quá trình kêu oan cho Hồ Duy Hải và giám đốc thẩm vụ án. Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2020, luật sư Phong mới chỉ nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trình bày kháng nghị và sau đó trình bày 20 phút trước hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, rồi được ông tránh án tòa án nhân dân tối cao kiêm chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm mời ra ngoài, không cho tiếp tục tham gia phiên tòa giám đốc thẩm. Cho dù đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao và chính luật sư phong đề nghị tiếp tục tham gia đầy đủ phiên tòa giám đốc thẩm này. Theo giới mời luật sư Phong tham gia phiên tòa giám đốc thẩm từ ngày 6 tháng 5 năm 2020 đến 8 tháng 5 năm 2020. Giới luật sư rất bức xúc về sự kiện trên hàng chục luật sư đã ký và tham gia thư kiến nghị khẩn cấp gửi các vị lãnh đạo và ông tránh án Tòa án Nhân dân tối cao ngay chiều ngày 7 tháng 5 năm 2020, đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao tạo điều kiện cho luật sư Phong tiếp tục tham dự phiên tòa giám đốc thẩm này theo như quy định của Điều 386 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng có thư đề nghị với nội dung tương tự gửi ông tránh án Tòa án Nhân dân tối cao cuối giờ chiều cùng ngày. Đến tối cùng ngày, ngay sau khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, luật sư Phong nhận được thông báo ông tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng ý để luật sư Phong sáng ngày 8 tháng 5 năm 2020 tiếp tục dự phiên tòa giám đốc thẩm. Luật sư Phong lại phải mua vé máy bay và bay ngay trở lại Hà Nội trong đêm qua. Theo khoản 2 điều 386 bộ luật tố tụng hình sự, luật sư Phong được quyền tranh tụng, trình bày hết ý kiến, tranh luận dân chủ bình đẳng với những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm khác. Tuy nhiên, do luật sư Phong không tham gia trong 3 buổi làm việc của phiên tòa giám đốc thẩm này, chỉ nghe thông tin từ báo chí, do báo của ngành tòa án độc quyền thông tin về phiên tòa. Để tìm hiểu diễn biến phiên tòa giám đốc thẩm một cách chính thức, ông Phong cần được tham khảo biên bản phiên tòa hoặc được cung cấp nội dung tóm lược các ý kiến của những người tham gia phiên tòa đã trình bày, trả lời. Sau đó, ông cần được tạo điều kiện tranh tụng với những người đã có ý kiến trình bày, gồm cả chất vấn những người đã tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm trước đây như các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán giải quyết vụ án này về các vấn đề không rõ, có mâu thuẫn hoặc dấu hiệu trái pháp luật, và sau đó nhận xét về các ý kiến, vấn đề đã nêu trước hội đồng thẩm phán, trước khi hội đồng thẩm phán ra quyết định. Tuy nhiên, theo thông báo từ Tòa án Nhân dân tối cao, chiều nay mùng 8 tháng 6 năm 2020, hội đồng thẩm phán sẽ công bố quyết định giám đốc thẩm. Theo tôi, để tạo điều kiện cho luật sư phong tranh tụng, tranh luận dân chủ bình đẳng, Đồng thời khắc phục sai sót do mời luật sư Phong không cần tham dự 3 buổi phiên tòa giám đốc thẩm. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cần kéo dài thêm một buổi làm việc. Còn nếu vẫn theo như kế hoạch, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao 14 giờ chiều nay ngày 8 tháng 5 năm 2020 công bố quyết định giám đốc thẩm, thì e rằng sự có mặt của luật sư Phong trong buổi sáng nay chỉ là hình thức chiếu lệ, xoa dịu giới luật sư. Luật sư Phong khó có thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Tất nhiên tôi tin luật sư Phong trong mọi hoàn cảnh cũng sẽ có phương cách ứng xử uyển chuyển, nhưng quyết liệt để bảo vệ cho thân chủ và quyền hành nghề của mình. Về vụ án Hồ Duy Hải, có rất nhiều vấn đề nổi cộng mà hội đồng thẩm phán sau khi xem xét có thể hủy án theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đáng tiếc tối qua và sáng nay, một số cơ quan truyền thông đã thông tin rằng vụ án Hồ Duy Hải đã được cấp sơ thẩm, phúc thẩm xem xét kỹ lưỡng, tuyên đúng người đúng tội. Tuy có một số thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Nghĩa là Hồ Duy Hải là hung thủ. Vì có tổ liên ngành công an, kiểm sát, tòa án thẩm tra và có ý kiến như vậy Thế nhưng trong bộ luật tố tụng hình sự không có quy định về cơ chế liên ngành như vậy, kể cả là trong giai đoạn giám đốc thẩm. Từng cơ quan tố tụng và từng người tiến hành tố tụng phải tự chịu trách nhiệm về ý kiến, việc làm và quyết định của mình, không thể núp danh tập thể hay liên ngành. Nếu chỉ xét vấn đề dấu tay, rõ ràng vụ án này đã có chứng cứ gỡ tội cho Hồ Duy Hải và chứng minh có bỏ lọt tội phạm nên phải điều tra lại từ đầu. Theo cơ quan điều tra có thu giữ 7 dấu vân tay tại hiện trường vụ án nhưng những tài liệu về việc này không được lưu giữ trong hồ sơ vụ án, chỉ có thông báo kết luận giám định các dấu vân tay này không phải là của Hồ Duy Hải. Tại phiên tòa giám đốc thẩm, một điều tra viên cho biết có hai dấu vân tay của một bị hại, còn năm dấu vân tay khác của ai thì không xác định được. Giả thiết xác định được ai là chủ dấu vân tay này mà với trình độ hiện nay có thể xác minh được thông qua tảng thư dấu vân tay của ngành công an. Rõ ràng người đó là nghi phạm số 1 của vụ án. Như vậy hoàn toàn có khả năng có người khác không phải là Hồ Duy Hải là hung thủ của vụ án. Và việc này không phải là không xác định được. Chỉ cần căn cứ cơ quan điều tra bỏ lọt tài liệu và chưa làm rõ dấu vân tay này là của ai để xác định kẻ phạm tội đích thực là đủ cơ sở để hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hủy án. Vụ án này không có bằng chứng trực tiếp lẫn gián tiếp kết tội bị án, còn lời khai của bị án Hồ Duy Hải bất nhất, mâu thuẫn khi nhận tội khi kêu oan. Ngày lời khai nhận tội cũng thường thay đổi. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, trước đây lẫn hiện nay, không được dùng lời khai nhận tội của bị can, bị cáo là chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Nói cách khác, lẽ ra phải tuyên bố Hồ Duy Hải không phạm tội. Tuy nhiên, phương án hủy án để điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải là phương án khả dĩ nhất, khó có sự lựa chọn khác. Trong quá trình điều tra lại, có thể tìm ra hung thủ đích thực vụ án như vụ Huỳnh Văn Nén, hoặc nếu không tìm ra chứng cứ kết tội, dù chưa xác định được hung thủ như vụ Hàn Đức Long vẫn phải đình chỉ điều tra đối với Hồ Duy Hải. Hy vọng rằng hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao sẽ tạo điều kiện cho người bạn đáng kính của tôi, luật sư Trần Hồng Phong được tranh luận dân chủ, bình đẳng, tranh tụng và trình bày hết ý kiến để 17 vị thành viên hội đồng thẩm phán có quyết định sáng suốt trong vụ án giám đốc thẩm này.